Chiều ngày 8 tháng 4, rất đông người dân tập trung tại khu vực Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh để xem một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn đến đây thả những con diều với kích thước rất to. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, nhóm này chưa có sự trao đổi hay liên hệ địa phương. Do đó, lực lượng chức năng đã cho tạm dừng việc thả diều vì chưa tuân thủ những nguyên tắc đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận lúc 16 giờ chiều ngày 8 tháng 4. Rất đông người, trong đó có nhiều trẻ em. Hôm nay con tới đây cùng với mẹ. Con cảm thấy những lần đầu tiên con cảm gặp được những con diều khổng lồ này. Thì cũng là sáng nãy đi xe đi ngang thấy rồi chở cháu lên xem. Đây là hai con diều kích cỡ thật lớn đã được bơm hơi và sẵn sàng bay khi có gió. Thả diều là một trong những hoạt động vui chơi giải trí, mang lại niềm vui cho các em nhỏ. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương thì việc thả diều trong khu dân cư, gần đường giao thông và xung quanh có lưới điện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Có thể gây tai nạn không những cho những người thả diều mà còn cả người tham gia giao thông gây sự cố lưới điện. Bên cạnh đó, việc thả diều loại lớn như thế này, công suất khí bơm hơi của diều là rất lớn gây mất an toàn. Thực tế cho thấy, trong cả nước đã ghi nhận những trường hợp tai nạn thương tâm khi trẻ vô tình mắc vào dây thả diều có kích thước to như thế. Sau khi địa phương nhận thấy là có một cái đơn vị cái tổ chức là thả diều loại lớn thì qua trao đổi thì được biết là đơn vị này là không có xin phép, không được sự cho phép và không liên hệ với lại chính quyền của địa phương và các cái cơ quan có chuyên môn, nên phường cũng đã phân công lực lượng cho anh em để ra để nhắc nhở để cho không cho thả diều nữa. Nếu có đơn vị nào mà xin để tổ chức sự kiện thả diều như thế nào đó thì trước tiên là phải có sự cho phép của cơ quan chức năng cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời là cái yếu tố an toàn nó được đẩy lên trên hết và cái yếu tố an ninh trật tự cũng phải bảo đảm thì địa phương mới cho phép tổ chức. Để thả diều không còn là mối lo thì người chơi cần tuân thủ những quy định, nguyên tắc đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các vụ việc thả diều gây sự cố cho lưới điện.